Hello, xin chào anh em nhé. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình nhá. Trong video ngày hôm nay mình sẽ lại tiếp tục hướng dẫn và chia sẻ anh em cách bắt cầu tài xỉu nhá. Số 4 là 40 củ thì mình sẽ vận hành như thế nào để có thể kiếm được lãi mời anh em xem nhá. Giờ vào ngay cho mình con tài xỉu này. Trước tiên thì 1 2 tay đầu mình cứ đánh dạo đi đúng không anh em? Chưa vội vào tay công thức đó. Tay này là muốn xỉu nhá. Công thức thì để xỉu vào sau anh em ạ. Tay đầu thì ta cứ phải gọi là khởi động một xíu đó đúng không? Và luôn theo công thức nó không hay anh em. Đấy, còn anh em nào quan tâm đến game này nhá, muốn chơi game này thì cứ việc là bấm vào link game thì gắn ở bên dưới phần mô tả video này nhá. Ok. Đấy, thông qua đó tải về chơi, và nếu không tải được thì anh em sẽ tải qua cho mình cái phần mềm gọi là Fake IP số 1 anh em nhá. Đấy. Tải về rồi lên là sẽ chơi và dùng bình thường nhá. Ok. Đây đây, kết quả sẽ là gì anh em ơi? Ok, lụm tay đầu tiên luôn nhá. Bây giờ thì anh em sẽ vào đây cái công thức của mình này. Đấy, công thức của mình hôm nay thì sẽ là kết hợp điểm xí ngầu nhá. Kết hợp điểm xí ngầu anh em nhá. Đấy, thì kết hợp điểm xí ngầu ở đây nghĩa là sao? Anh em sẽ lấy cho mình con xí ngầu 1 cộng cho mình con xí ngầu 3. Rồi, ok. Bây giờ chúng ta sẽ tính một tay luôn này. 2 cộng với 3 nhá. 2 cộng 3 đấy, nó sẽ bằng 5. Đấy, 5 là lẻ, 5 nó sẽ là một con lẻ đúng không? Thì anh em sẽ đánh luôn thì mình còn xỉu nhá. Còn nếu mà là ngược lại là chẵn thì anh em đánh gì không? Đánh tài, đánh gì? Ví dụ như là 3 cộng 3 đi, đúng không? Ví dụ như là 3 cộng 3 này nó sẽ bằng 6, mà 6 nó bằng quân chẵn ấy. Thì anh em sẽ đánh mình con xỉu luôn, à, đánh mình con tài luôn nhá. Ok chưa? Quá dễ luôn anh em ơi. Tính luôn này, 2 cộng 3 bằng 5 nhá. 5 mà lẻ đánh xỉu này. Phát súng đầu tiên theo công thức nha. Ui, 24 ra 6 thì chịu anh em ạ. Hết cứu nha, thua. 24 ra 6 là thua anh em nhá. Nào bây giờ thì sẽ là bao nhiêu đây? 2 cộng với 6 anh em ạ, thì nó bằng 8, 8 là chẵn. Ok chơi, mình có tài này. Lại bắt kiểu đánh đứng 1-1 à? Đang chạy 1-1 lại bắt đánh đứng anh em nhở, hơi khoai đấy. Ok, bú tài anh em nhá, được chưa? Bây giờ sẽ là bao nhiêu đây nhờ, bao nhiêu đây? 6 cộng 6 nha anh em nhá, đánh tài luôn, được chưa? Bẻ cũng hợp lý phết chứ đùa đâu đúng không? Một mở tài anh em nhá. Đấy, và cái tay này đánh tài thì cũng được anh em ạ. Không phải xấu nhá, không xấu cũng không đẹp anh em, nó là vừa phải đấy. Không đẹp cũng không xấu mà nó là vừa phải anh em nhá. Sáu một ra một à, ôi trời ơi, lại đen rồi anh em ạ. Bây giờ sẽ là bao nhiêu đây? Nào, 1 cộng 1 bằng 2 anh em nhá. Đánh tài, ok, 1 cộng 1 bằng 2 đấy anh em ạ.
hẳn là 1 cộng 1 đấy. Ok, một mở tài nhá. Mày ra một đi. Ra một hộ khái đi, ra kiểu gì anh em. Đẳng cấp của công thức thì sao mà ra một được. Không có chuyện đấy đâu. Lặn một một thì còn chấp nhận nhưng không được ra một anh em ạ, 6A không được ra một nha. Đây bây giờ thì là 3 cộng với 5 này bằng 8 nhá. Đánh mình con tài. 1M. Đấy, rất là đơn giản. Ui rồi ôi, thôi nghỉ anh em nhá. Như vậy là tổng mình sẽ chốt được 4 củ đúng không? Thua chuồn thôi. Cầu này thấy hơi khó, chỉ là chuồn như đánh đấm gì nữa đúng không? Và hẹn gặp lại anh em ở những cái video lần sau của mình nhá. Đấy, nếu mà thấy hay đừng quên là bấm like giúp mình anh em nhá. Để ủng hộ mình để mình có động lực ra thêm nhiều video nữa cho anh em xem nhá.